Vâng, xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn món ăn bún đậu mắm tôm. Nguyên liệu là bún, là đây là nguyên liệu là bún và thịt lợn. Đấy, thịt lợn thì các bạn nhớ nha, ta mua thịt này là thịt chân giò. Đấy, rất ngon. Đấy, rồi lợn và đậu phụ, chả cốm. Đấy. Trong cái món bún đậu mắm tôm này thì chúng ta phải có rau sống này. Đây là rau kinh giới và tía tô và rau mùi, dưa chuột. Trong khi ta chờ đợi để làm các nguyên liệu này thì ta phải nồi lửa lên để gióng bếp nha, để ta luộc thịt. Và tôi cho thịt vào nồi nha các bạn nha. Đây. Ta gióng bếp thôi. Khi mà ta đang đợi luộc thịt ý, thì ta bắt đầu rán đậu. Tôi cho dầu vào nha các bạn nha. Đun hai bếp luôn. Chảo lại bên trong, bây giờ ta mới đổi lại nha. Đây, ta đổi lại để cho nó hợp lý. Đây. Trước tiên là ta phải cắt mỏng này thì đậu nó mới giòn đã. Đây. Đây các bạn nhìn thấy nhá, khi đậu đã vàng rồi thì là được. Đây. Đó. Tôi phải kiểm tra thịt nhá, các bạn nhìn đây. Đây, xong thịt đây đã sôi rồi, ta phải kiểm tra xem nó chín được không. Cho chín tới thì ta phải dở miếng thịt lên nhá. Đấy, ta dở rồi, nãy ta úp, bây giờ ta phải lật ngửa lên. Đây, à, đây này. Đây chỉ cho lửa nhỏ thôi. Đây các bạn chú ý là đậu tôi đã làm xong. Đó, đậu làm xong rồi. Ta sẽ cho chả vào. Các bạn chú ý là phải lật liên tục, nếu không lật liên tục là chả sẽ bị cháy. Các bạn nhìn thấy chưa, chả đã vàng rộm lên rồi, chín rồi. À, chả đã cho lên đĩa. À, tiếp tục ta cho món dồi. Tôi sẽ cho thịt ra nhá. Ôi,
Đây các bạn nhớ nha, thịt đã chín tới rồi. Đấy, ta lên phải cho lên đĩa. Không nên đun kỹ quá là nó sẽ lát. Còn chờ một món dôi này nữa là xong. Như vậy là làm cũng rất là nhanh. Đấy, các bạn nhớ là rán dôi phải rán nhỏ lửa nhá, thì nó sẽ vàng và rất là ngon. To lửa quá sẽ cháy và nó đen, ăn sẽ không ngon nữa và nó lại không có độ giòn ở ngoài. Ui chà chà, trông hấp dẫn quá các bạn. Bây giờ tôi sẽ làm từng khâu một để chuyển vào mẹt. Đây, trước tiên ta cho bún. Đấy, ta cắt bún vào đây. Tiếp theo đến chả. Đây, ta cho đậu. Và thịt lợn thái vừa phải. À. Ta sẽ cho vào mẹt. À, à. Tiếp tục ta cho dồi. Các bạn lưu ý khi thái dồi ta thái nhẹ tay, miếng dồi nó vẫn còn tròn nguyên. Ta sẽ cho vào mẹt tiếp. Ta sẽ cho rau. Bây giờ ta sẽ cho dưa. Đây các bạn đã thấy nhá, tôi đã bày hết ra mẹt rồi. Bây giờ ta đi chuẩn bị nước chấm bằng mắm tôm nhá. Cho mắm tôm ra bát. Ta sẽ vắt quất. Ta sẽ lọc cái hạt ra nhá. Đây các bạn nha, ta cho ít đường vào đây. À. Đây, ta mới đánh cho thật bông đi. Ui, thật là thơm. Xong rồi ta đi cắt ớt. Đây, các bạn nhớ là ta phải bỏ hạt đi. Hạt ăn không tốt cho dạ dày. Đấy, ta sẽ cho vào bát nước chấm. Ôi giời. Đấy, ta khoảng đều lên. Đây là dầu vẫn đang sôi các bạn ạ. Đấy, nồi dầu này vẫn còn nóng sôi đây. Ta sẽ cho dầu vào nha. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Rất là thơm ngon. Ta phải nếm thử nước chấm đã. Ui giời, vừa. Có vị ngọt, vị thơm. Ăn như thế này thì quá là ngon.
Đây các bạn nhá, tôi sẽ trình bày ở đây. Đó. Các bạn ơi, tôi đã trình bày xong một mẹt bún đậu mắm tôm và dồi lợn, thịt lợn, chả cốm và các rau gia vị. Rất là ngon các bạn ạ, rất thơm ngon, hợp lý. Tôi đã làm thịnh soạn một mâm mà tôi ăn rất là ngon các bạn ạ. Các bạn thường xuyên theo dõi kênh và ủng hộ cho tôi, tôi sẽ giới thiệu với các bạn nhiều món ngon hơn nữa. Và xin chào các bạn, cảm ơn các bạn nha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây, tôi đã xong rồi các bạn này. Đây, nướng rất là ngon thơm. Đây. Món bún chả này được rau sống ăn kèm rất là ngon các bạn ạ. Mùa hè mà được một mẹt bún chả này mà chiêu đãi anh em bạn bè thì rất là tuyệt hảo rồi các bạn ạ. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một món thịt làm để trên nam chả và ăn mấy bún, hay còn gọi là bún chả các bạn. Cái món thực phẩm chính là gồm có thịt. Đây là thịt ba chỉ nha các bạn ạ. Và thịt này gọi là thịt xay nha. Đấy. Đây là chả miếng. Đấy. Đây là cái món này ta làm chả miếng, cái thịt nguyên khổ ta làm chả miếng, mà thịt xay thì ta làm chả cuốn nha các bạn ạ. Đấy, có hai món chả cũng là bằng thịt. Sau đó ta ăn kèm theo là mấy bún này các bạn ạ. Bún chả là tuyệt vời rồi các bạn ạ. Gia vị kèm theo các bạn nhớ nha, đây là nước mắm này, đây là dầu hào nha. Đây là mật ong nha. Đây là giấm nha. Đấy. Và có đường này, hạt tiêu này, hạt lêm này. Kèm theo các cái gia vị tiếp là có sả này, ớt này, quả này, rồi hành khô này và tỏi. Đấy các bạn ạ. Đây là chúng ta đã có kèm theo bún này và các loại rau thơm. Đây, xà lách và các rau thơm. Trong đó rau mùi, rau tiết tô, rau kinh giới. Đấy các bạn ạ. Để ta dùng được cái món chả này thì trước tiên ta phải đi làm cái món thịt này, này. Thái ra xong rồi ta tẩm ướp. Và cái món thịt xay này ta cũng phải tẩm ướp. Tối thiểu chúng ta phải tẩm ướp vào 30 phút nha các bạn nha. Sau đó chúng ta mới đem đi, chúng ta quay bằng vỉ. Ta nướng bằng vỉ đấy, gọi là quạt chả đấy. Đấy các bạn ạ. Cái món này làm thì nó cũng không lâu lắm các bạn ạ. Nguyên liệu tôi đã giới thiệu với các bạn. Mà mùa này mà ăn bún chả thì rất là tuyệt vời các bạn. Bây giờ tôi sẽ tiến hành để làm cái món thịt này nha các bạn nha. Và tẩm ướp cả cái món thịt này nữa. Bây giờ trước khi để đi thái thịt ấy, thì tôi ướp trước cái món rau này. Món rau này là đủ mấy cà rốt. Đấy, tôi phải ướp trước nha. Đây là giấm các bạn ạ. Tôi phải cho giấm vào đây. Để cho muối. Các bạn thì cho vừa muối thôi, không làm đậm quá. Các bạn nhớ là ướp cái này này trong cái bún chả của chúng ta làm thì không thể nào thiếu được cái món này. Món đu đủ này, rồi cà rốt này. Đấy. Chúng ta cho đường nữa nha các bạn nha. Đấy. Tôi cho đường vào nè. Đấy các bạn ướp là giấm này, muối này, đường này. Đấy các bạn ướp vào đây. Đây tôi ướp cái này rồi, tôi để ra bên này nha các bạn nha. Nhớ ta ướp cái này trước để cho nó ngấm. Bây giờ tôi đi thái thịt để ướp thịt. Các bạn nhớ này, cái miếng thịt ba chỉ này
Đấy, ta phải thái thật mỏng các bạn. Đấy, nó mỏng dính lên này. Đây, các bạn nhớ nhá, tôi thái thịt rất là mỏng đây các bạn nhá. Đây, các bạn cứ thái nó mỏng vừa vừa thôi nhá, đừng có dày quá, đừng có mỏng quá mức, nó cứ mỏng là được rồi. Đây, cứ như thế này là ta cho vào vỉ, ta quạt chả đấy. Tôi sẽ đi thái hành, thái tỏi nhá, đập hành đập tỏi đây. Đó. Tôi làm đến hành tỏi nha các bạn nhá. Đấy, để tôi thái thật nhỏ đây này. Để tẩm ướp đây các bạn. Hành tỏi này các bạn phải cho thật nhỏ. Nhỏ rồi ta sẽ cho vào bát lẫn hành nữa để ta trộn lên, người ta trộn tất cả các gia vị vào đây. Tôi làm thêm một ít sả để dành riêng cho cái mun thịt miếng. Cái món sả này là ta ướp vào mấy thịt miếng nha các bạn ạ, thì nó mới thơm. Bây giờ tôi sẽ cho vào cái môn vừa hành vừa tỏi đây, ta trộn thật đều nhá. Đó, ta chia ra ta cho vào trong cái thịt này, là thịt băm nhá, này là thịt miếng. Đó. Đồng thời cái thịt miếng đó ta cho cái sả này vào nhá các bạn này. Đó, cái sả đã được băm vụn. Đó. Bây giờ để ta cho các gia vị. Đấy, cho một chút mì chính vào cái thịt xay này. Đấy, sang thịt này tôi cũng cho một chút. Thịt miếng cũng cho một chút mì chính vào đây. Tôi cho đến hạt lêm nhá các bạn nha. Để cho nó ngấm đi nha các bạn ạ. Để cho hạt tiêu nhá. Đây hạt tiêu đây các bạn ạ. À, cho một chút hạt tiêu vào cho thơm. Để cho một chút nước mắm nhá. Một chút nước mắm này các bạn nhớ này cho vừa thôi. Đây là dầu hào đấy nhá, chút dầu hào ở đây, đây một chút dầu hào bên này. Đây cho một chút mật ong nha các bạn nha. Đây các bạn nhìn nhá, tôi cho một chút mật ong này, mỗi bên đều cho một chút mật ong này các bạn. Đó.
Các bạn bây giờ tôi trộn đều nhá. Thế này phải trộn thật đều các bạn để cho nó ngấm đều. Các bạn nhớ nhá, ta trộn thật đều xong ta phải ướp trong vòng 20 phút nhá các bạn nhá. Các bạn cứ phải ướp cho nó trộn cho đều xong thì ướp kỹ. Ai trộn đều thì nó mới đều được, xong rồi các bạn phải ướp vào khoảng 20 phút đấy thì nó mới thấm được vào thịt. Tôi đã trộn thật đều rồi, bây giờ tôi ướp trong vòng 20 phút nha các bạn nhá. Bây giờ để chờ ướp 20 phút thì tôi đi gióm than nha các bạn nhá. Đi quạt than cho hồng đã. Than hồng lên rồi bắt đầu tôi mới đem vỉ vào để tôi quạt chả. Các bạn ơi, tôi đã ướp được 20 phút rồi. Bây giờ tôi sẽ làm lại để tôi lướng nhá. Bây giờ tôi sẽ lặn chả, không tôi đem tôi lướng. Đây là tôi miết này để chống dính nhá các bạn nhá. Đây tôi lặn chả các bạn ạ. Lặn chả tròn này thì chúng ta chỉ lặn nó vằn vằn đấy nha các bạn ạ, chứ không nên to quá mà không nên nhỏ quá. Đây, tôi đã lặn xong rồi, bây giờ tôi cho vào vỉ nha các bạn nha. Đấy, cho vào vỉ ta làm lặn chả. Đây, tôi phải phết cái này vào cho nó đỡ dính nha các bạn. Đấy, tôi phết tí dầu vào đây để cho nó không dính vỉ. Tôi đặt chả vào đây. Đây các bạn ơi, thế này là rất là gọn các bạn. Đây tôi đặt nốt nha các bạn nha, rất là đẹp. Đây, vừa khít. Đây các bạn nhớ nha, bây giờ tôi lặt luôn trên vỉ. Đấy, để cho miếng chả nó đẹp chứ không ốp cái vỉ vào để lặt nữa. Miếng chả nó được coi xốp. Rất thơm các bạn ạ, thơm lắm. Tuyệt vời là thơm. Đây tôi cho ra đĩa đây. Không là nó chín quá rồi đây. Chín quá nó bị xác các bạn ạ. Không ngon đâu. Đây, được rồi nhá. Tôi sẽ cho lột. Đây này, chả này là chả tròn đây, chả lặn đây. Tôi cho lột lên đĩa là xong rồi đây. Tôi đi nướng chả xiên. À, tôi đi nướng chả miếng. Bây giờ tôi đặt chả miếng vào nhá các bạn nhá. Được cái chỗ nào này tôi làm chỗ đây trước. Tôi đặt chả miếng vào đã. Cái loại này là mình phải đặt xong thì mình phải lúc mà dở là mình phải lẹp đấy. Chả miếng này thì nhanh, lật lên lật xuống cái là xong bén. Đây, chả miếng bắt đầu tôi đặt vào. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Tôi đặt chả miếng vào rồi. Bây giờ để tôi dở nha. Các bạn nhớ dở là các bạn phải dựng ngay lên nha, không là không ổn. Đấy, các bạn nhớ chả miếng này là nó rất hợp lý. Đây, tôi đã xong rồi các bạn này. Đây, nướng rất là ngon thơm. Đây.
Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong rồi, bây giờ tôi đi làm nước chấm nhá. Tôi nướng xong rồi đây. Đây các bạn. Nước chấm thì gồm có nước chấm, nước mắm là một này, đường là hai này và giấm là ba. Đây là đấy là nước mắm đấy, đây là giấm này các bạn này. Đây tôi cho một chút đường nha các bạn nha. Đó. Bây giờ tôi sẽ cho các cái gia vị này vào nha. Đây là tỏi và ớt này các bạn. Đấy, xong rồi. Các bạn cho thêm một chút hạt tiêu nha. Được rồi các bạn ạ. Nước chấm đã làm xong. Bây giờ tôi sẽ múc ra bát nha các bạn nha. Đây, tôi sẽ múc ra bát nha các bạn nha. Xong rồi đây. Dậy luôn cả tỏi, giấm, hạt tiêu, ớt. Như vậy là đã xong. Bây giờ tôi sẽ đi thưởng thức nha các bạn nha. Xong rồi. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong một cái mẹt bún chả này rồi các bạn ạ. Chả tôi đã nướng theo là đây là chả V tròn này. Đấy. Còn đây là chả miếng này. Đấy, các bạn đã nhìn thấy tôi làm trong thời gian vừa qua. Thời gian làm về cái bún chả này thì nó cũng không nhiều công lắm các bạn ạ. Các bạn chỉ bỏ một chút thời gian thôi là các bạn làm được một mẹt bún chả rất là ngon. Mùa hè mà được một mẹt bún chả này mà chiêu đãi anh em bạn bè thì rất là tuyệt hảo rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức, mời các bạn thưởng thức với tôi nhá. Đây, tôi trộn bún vào đây, cho chả này. Đấy, cho các loại rau đây. Có cả đu đủ cả cà rốt này, trông màu rất là đẹp các bạn. Tôi thưởng thức món này thì tôi thấy ngon lắm. Để mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Cái do món bún chả này được rau sống ăn kèm rất là ngon các bạn ạ. Xà lách là một, rau kinh giới và mùi và tía tô ăn rất hợp. Món đu đủ Thái cùng với cả cà rốt rất hợp lý. Tôi cứ thấy một bát bún chả này đưa lên đã thấy sức về mùi thơm rồi các bạn. Nướng chả đã thấy mùi thơm rồi. Các bạn ướp nó hợp lý, sau đó các bạn làm nước chấm. Cái nước chấm này là quan trọng lắm các bạn. Ta ướp vừa phải, không nên đậm quá. Nếu đậm quá ta ăn vào nước chấm mà lại hơi đậm một chút là rất khó ăn các bạn. Các bạn nhớ nhá, nướng thịt ta phải dở liên tục. Đấy, dở liên tục thì thịt nó chín đều mà nó lại vàng đều. Nó có hơi xém một chút cũng được các bạn ạ, càng thơm. Nhưng không nên nướng quá chín. Nếu chín quá là nó sẽ khô miếng thịt. Nhất là miếng chả tròn này. Khô là ăn không còn vị ngon ngọt nữa. Mà cái thịt nướng bằng miếng này cũng vậy. Nó đã khô rồi nó rắn, ăn không còn vị ngon. Mùa hè này các bạn được một tô này, tô bún chả thì tuyệt vời các bạn. Các bạn hãy nhớ nhá, bỏ một chút thời gian thôi. Các bạn có một mẹt này thì phải nói rằng cùng ăn với gia đình hoặc là làm nhiều để thiết đãi bạn bè. Đó là quả là rất tuyệt hảo các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và ủng hộ tôi đã rất nhiều. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt.